Trực tiếp luôn hả? Không, quay à? Ghép hai cái lại được với nhau rồi đúng không? Ừ. Quay úp úp chưa tốt à? Mà chẳng biết cậu đâu, nhìn như mỗi cô mụn không? Quay khách xong thì nhìn là lại chả biết ai là ai nữa. Đúng rồi, nhìn nhìn lâm trận á. Năm là 10 giờ 11 giờ. Nó đừng có nửa đêm gọi đi lấy thịt nha. Mẹ cái thịt từ trên kia xuống nhưng mà gửi nhà xe hả? Để xe tải á, không biết mình xe tải hay xe khách biết. Trời, 10 giờ đêm gọi ra bên xe miền đông lấy. Sao không gửi mấy cái xe mà nó ra tận nhà? Ừ. Không biết nè, không biết gửi xe kiểu gì biết. Thì nó không có rồi. Tính gửi ban ngày nhưng mà ban ngày nó không có xe xuống Sài Gòn nha, nó dậy không? Nó cho vô Sài Gòn. Nó chỉ cho tới Bình Dương thôi. Mày đến đó xong kêu nó bốc phép gửi qua đây không được đấy. Bình Dương xa mà. Ừ. Ý là Bình Dương ấy. Cái gì từ Bình Dương á hả? Ban ngày chỉ có xe ở Bình Dương thôi. Ý em bảo là bên đến bên xe miền Đông á, xong kêu nó bốc phép gửi qua đây. Ai trả tiền xe cho nó? Không biết anh ai trả tiền xe chưa vậy? Trên đó đi xe đâu vậy? Chả biết. Chưa gọi anh luôn. Bên nó có ra tận nhà không? Kiểu ở Gò Vấp thì chắc là biết là, chắc là ra tận nhà chứ. Kia lấy xe máy về. Để ở chỗ nào? Cái đường bên... của anh đó, số 95 đường của anh á. À, cùng đường số 6 luôn hả? Ừ. Đi qua giờ đi qua bên đấy không? Hử? Có bao giờ đi qua bên đấy không? Có. Mấy ông bên công ty bên kia ông đặt nước. Công ty du học ấy. Ừ. Công ty du học Hàn Quốc ấy. Hãy có cần đổi chỗ không? Chị đứng đây luôn. Vì sao lấy chứ? Bữa trước biết sao không? Bữa trước là do khô quá không lấy được đấy. Ừ. Nó còn nhiều mà. Được chỗ uống thuốc. Ừ. Đợt này lấy được nhiều hơn mà. Da khô không thấy cái đầu mụn nào hết trơn nữa đúng không? Ừ. Da khô xong nó bong bong lên đâu thấy đâu. Uống hết thuốc rồi mới nghỉ hay sao? Hay nghỉ giữa chừng vậy? Muốn hết luôn. Cho nên lúc đó uống cũng gần hết rồi mà còn 1-2 ngày rồi.
của Hạnh. Hạnh tí nhân tin hỏi anh Triều ơi, anh còn anh F0 hay F1 rồi? Hay vẫn F1 đây? F0 thì từng F0 mà. Sao em đi? Cả tuần này còn gì nữa? Em đi kêu chiều anh. Ừ. Hôm nay đâu đau một trước đâu đúng không? Hôm nay đâu có đau một trước đâu đúng không? Không nói đâu phải là không có gì đâu. Nhưng mà nó đỡ hơn. Thật ra tứ học rồi. Chắc chắn sẽ đỡ hơn rồi chứ. Biết ăn quen còn nữa. Nãy giờ còn muốn bể cơ luôn. Mùa sau cứ quay vô cái tên gồng đỡ phải kêu.
mụn của cậu chất lượng nha nào. Ngặn cục nào là chất lượng cục đấy. Bù xuôi đi. Có gì đâu, mấy này có dễ. Phần còn mạnh miệng. Mọi người có mụn nhiều thì đi lấy mụn sớm đi. Đừng có để như mình nha, nặng nhiều lắm. Mất thời gian thôi chứ đau rồi, không đau đâu. Mà vậy đâu đau miếng nào đâu đúng không? Đúng rồi. Ui may quá, đưa dễ leo. À, có đau tận nơi. Kéo tân nghệ tí, không tính gồng phát nằm im mà không dậy nữa. Không, cái này đơn giản, cái này đâu có gì đâu. Cái này mày. Nhìn vào dưới cổ nhiều không hả? Thấy được không? Chị em thấy sao thấy? Thấy sao? Vào dưới cổ của Tân có nhiều không? Không. Trời trời, đang quay anh, bình tĩnh. Trời, cái cục mụn mẹ ơi luôn á. Ngứa ghê. Mũi cắn thôi. Không phải mũi cậu đây phòng với lạnh đâu mũi mà chân mới đá banh. Trời ơi, cục mụn mẹ ơi luôn á. Sao cậu nó lì quá hả? Ừ. Nhìn nó bạch lên đã có mắt luôn. Ừ. Nhìn mụn Tân là biết ngon rồi, nó kêu quay chứ không nhỉ. Cho chị. Còn dưới cổ nữa. Cổ không có mấy. Vậy đấy. Chỗ này nhiều à. Nhìn cái gì ra không có mấy vậy. Nhìn cái gì nữa. Đâu có mấy đâu. Chị lấy hết rồi. Hôm xưa nó sần sần nhiều. Tại vì còn nặng nó sưng á. Sưng nó mà sưng. Tí là tắt thở đấy. Ừ. Tí là tắt thở đấy. Ừ, do bóp người đó nên khó thở thôi.